Bạn đã đến với góc nhỏ chia sẻ nấu ăn hàng ngày của mẹ Biso. Hôm nay á, mình muốn chia sẻ với các bạn món canh ABC gồm có những nguyên liệu bắp, cà chua, khoai tây, cà gốt, kỷ tử và táo tàu. Hương liệu thì gồm có gừng, tỏi. Nếu mà có hành tím thêm nữa thì càng tốt, càng thơm hơn. Nhưng mà vì hôm nay gia đình mình đã hết hành tím rồi. Còn về phần gà thì mình có cánh gà, cổ gà và một bộ xương gà và chân gà. Tùy theo ý thích của mỗi gia đình thôi à. Các bạn cũng có thể thay bằng thịt gà, đùi gà. Nhưng mà gia đình mình thì khi mà hầm canh á, thì thịt gà thường thường thì không có ăn, chỉ là uống nước thôi. Nên mình không có dùng cánh gà, không có dùng thịt gà để mà nấu. Thì vì như vậy á, thì mình thấy nó phí quá. Chân gà thì mình đã sơ chế sạch sẽ rồi. Ở giữa cái chân gà, bàn chân của gà mình cắt bỏ đi. Và gà thì mình dùng rượu, gừng, muối để rửa. Cái khâu sơ chế thì mình sơ chế sẵn để cho rút gọn thời gian, tại vì mình nghĩ sơ chế thì tất cả mọi người ai cũng có là thể làm được. Bên này thì mình đã chuẩn bị nước sôi sẵn để mà luộc gà, cho những chất gà nó ra cái chất dơ ở trong xương ra. Trước tiên thì mình cho một muỗng muối. Xong rồi gà mình cho vào đun khoảng 10 phút để cho nó ra hết những cái chất dơ ở trong cái xương gà ra. Rồi rồi mình đem đi rửa. Sau đó mình mới nấu. Bước luộc gà trước, trước khi hầm súp á, thì nó có tác dụng là để cho cái nước canh của mình á, nó trong hơn và nó thơm hơn. Như vậy đó, mình á, mà luộc rồi xong để mà mình nấu á, thì cái nước súp của nó không có bị đục. Khi mà luộc xong thì mình sẽ đem đi rửa, xong rồi mình nấu thôi. Nồi hầm của mình cũng đã đun được 20 phút rồi, thì mình sẽ cho các nguyên liệu khác còn lại vào. Thường thường á, thì mình thích cho cà chua và cà gót, khoai tây vào cùng, nhưng mà các bạn cũng có thể là cho cà gót và khoai tây trước, cà chua sau cũng được. Nhưng mà theo mình á, thì mình thích nó cà chua nó càng nhuyễn ra thì nó càng ngon. Nguyên liệu mình đã cho vào thì mình sẽ đậy lại trong vòng 20 phút, rồi mình sẽ cho các nguyên liệu còn lại vào sau. Của mình nó khi đã được 20 phút thì mình thấy rau củ thì tất cả mọi thứ thì nó đã mềm rồi, vừa rồi, thì mình sẽ nêm nếm lại xem coi nó có vừa hay chưa. Mình thấy nó vẫn còn hơi lạc thì mình sẽ cho thêm một ít muối. Các bạn cũng có thể nêm thêm bột ngọt nếu mà gia đình các bạn ăn bột ngọt, còn đối với gia đình mình thì mình không có ăn bột ngọt nên mình không có nêm. Mình thấy rau củ nó như thế này thì nhiều như thế này thì nó ra cái chất ngọt á, thì nó cũng đã rất là ngon rồi. Bột ngọt á, thì cũng không có tốt cho sức khỏe nên mình không có, nhà mình không có ăn bột ngọt. Bây giờ thì đã vừa rồi, có thể thay đổi khẩu vị thử nấu thử món canh ABC này cho gia đình mình ăn, đặc biệt là những em nhỏ thì rất là thích. Nhà mình á, thì có ba em nhỏ thì rất là thích cái món này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.